trân trọng mọi người nha. Tôi lần tôi, đây là gia đình tôi, chúng tôi ở Angola. Trân trọng mọi người nha. Trân trọng mọi người nha. Ok, John. Trân trọng tất cả các bạn, tôi lần tôi đẹp trai. Bây giờ tôi đang cắt đau cút đau. É como ali? Rapaz. Yeah, tá um carbo, né? Ok. Beija toi dang. Dau. Beija toi dang. Cut. Dau. Kudau. Ok, xin chào mọi người ạ. Hoy é o dia que vamos começar a fazer o trabalho lá no terreno novo, a capinar. E hoje é o primeiro dia, então vamos lá ver como é que vamos trabalhar o dia de hoje, como o primeiro dia. Bây giờ chúng tôi hãy đi vùng đất mới. Ok, eu vou começar aqui. Aqui tem um lugar ainda que ainda não está direitamente. Direito. Bem, tem lá pico.
Já. Ok. Estamos aqui. Chúng tôi đến ở đây. Ok, agora aqui já está aberto. Eu vou subir até ali, ali continuamos até lá no lado. Até onde acabou o terreno. Ok, e depois vai fazer umas casas, buscador, integral. Já? Ok. Aqui também. Vou dar uma pequena escada. Tá a desabar as pedras do colono. Ok, já. Endireitando um pouco aqui. Ok, já. Aqui estou acabando já essa parte de cima um pouco. Controla a katana. Katana, controla a katana. Não, ainda vai mais aí embaixo. Sim. Beleza, odeio. Tôi làm con. Bây giờ tôi đi xổ đồ.
tôi làm cỏ ở đây. Chào mọi người, con tên là Maxie Chai. Aquí está la mandioca que arranqué ahora. Hola, bây giờ Antonio và Maria tôi đi về nhá. Ngày mai đi đi phát cổ. Ava la china pasan si. Me voy aquí, hay que nos va la vende de un cara. Ve. Esa fala de buraco de ahí. Y esa fala, ¿sabe? Está indicando. Está indicando aquella lagoa. ¿Cuál es la lagoa? Que está lá embaixo. Será? Sí. Você se... Ok, bây giờ tôi đã về rồi. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Cháu tên là gì nhỉ? Cháu tên là gì? Cháu tên là gì nhỉ? Cháu tên là gì? Chào mọi người, xong thế là tôi đã bị cay. Tôi chào mọi người. Bây giờ video ở cuối. Bây giờ là 18 giờ. Hẹn gặp lại vào ngày mai.